Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số những clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Thưa quý vị, dù đang ở thời điểm nắng nóng gay gắt trong đầu mùa hè, nhưng nhiều trường học ở Nghệ An đã tiến hành chặt cây cối sau liên tiếp những sự cố đổ cây phượng trong sân trường trên cả nước. Và trước thực trạng này, khán giả Lê Ngọc Hân có số điện thoại 0967 3 số cuối 637 cho rằng việc chặt bỏ cây xanh bị hư hỏng có nguy cơ ngã đổ để đảm bảo an toàn là cần thiết, nhưng cũng cần phải tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, tránh tình trạng chặt cây tràn lan. Theo ghi nhận những ngày vừa qua, hình ảnh hai cây xà cừ có tuổi đời hàng chục năm trong sân trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 2, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã bị chặt bỏ gần như hết cành lá. Nhiều thế hệ học sinh và giáo viên tỏ vẻ tiếc nuối. Việc chặt hạ hai cây xanh đang tốt tỏa bóng mát nằm ngay giữa sân trường vào thời điểm thời tiết nắng nóng như thế này là điều hết sức suy nghĩ và cân nhắc. Tại trường tiểu học Hoa Sen thuộc phường Hưng Bình, thành phố Vinh, phụ huynh cũng bất ngờ khi hai cây phượng vĩ xanh tốt trước cổng trường bị chặt hạ. Thay vào đó là hai cây xanh vừa được trồng mới và chưa hề có cành lá. Những ngày này, Nghệ An đang xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt phổ biến từ 37 đến 40 độ C. Các trường tiến hành cắt tỉa thay thế cây xanh trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này đã làm giảm mật độ cây xanh bóng mát cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, sau sự cố đổ cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh, sở đã yêu cầu các nhà trường trong quá trình triển khai phải rà soát, chỉ xử lý những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt. Riêng với những cây lâu năm, cần lưu ý việc cắt tỉa cành lá, nhánh cây, cắt bỏ những nhánh mục hư hỏng, tránh tình trạng cây gãy đổ có thể gây tai nạn. Việc chặt bỏ cây xanh bị hư hỏng có nguy cơ ngã đổ để đảm bảo an toàn, nhưng cần có sự tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, tránh tình trạng chặt cây tràn lan. Từ đầu mùa hè cho đến nay, nhiều địa phương đã ghi nhận tình trạng trẻ đuối nước do ra sông, suối tắm mát mà không có sự giám sát của người lớn. Và thực trạng này cũng đang diễn ra phổ biến tại tỉnh Khánh Hòa. Theo ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456, thì để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng hiện nay, nhiều trẻ em ở khắp các huyện trong tỉnh Khánh Hòa đã liên tục kéo nhau ra tắm biển, tắm sông suối. Từ các vùng biển tại các làng chài đến các khu vực sông suối tại các vùng miền núi của huyện Khánh Vĩnh, trẻ em tập trung ra các nơi trên để tắm và đùa giỡn. Nguy hiểm hơn là không thấy bóng dáng người lớn đi cùng. Theo quan sát, trong số này có cả những em nhỏ chỉ chừng 5-6 tuổi, học tập theo các anh chị lớn nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết, bất chấp nông sâu. Được biết, trên địa bàn huyện miền núi này đã xảy ra nhiều vụ trẻ em đuối nước thương tâm. Có vụ có đến 3 trẻ bị đuối nước cùng một lúc trong cùng một gia đình và trong năm vừa qua. Và hiện nay khi mùa nắng nóng lên đỉnh điểm, tình trạng các trẻ em ra tắm sông suối ngày càng gia tăng là hồi chuông rất đáng phải báo động, nên rất cần chính quyền địa phương các nơi cần phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, kêu gọi các bậc cha mẹ hãy quan tâm đến việc quản lý con cái hoặc nên đi kèm khi đưa con ra tắm các sông suối. Triển khai từ tháng 10 năm 2019 với 216 con gà mái đẻ trứng, mô hình trại gà đẻ trứng tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang đã trở thành mô hình độc đáo, không chỉ góp phần bổ sung dinh dưỡng cho các em học sinh nội trú vùng cao mà còn giúp cho các em có thêm kiến thức về chăn nuôi. Mô hình nâng cao dinh dưỡng bữa ăn, đồng thời giúp ích cho học sinh nâng cao nhận thức một cách trực quan, được khán giả Lê Hồng Liên có số điện thoại 0885 3 số cuối 537 gửi tới chia sẻ cùng chương trình, cũng là một trong số những clip được khán giả chú ý quan tâm. Năm 2019, các em học sinh nội trú trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang được tài trợ số tiền 240 triệu đồng để xây dựng mô hình trại gà đẻ trứng. Với quy mô hơn 60 m² chuồng trại, nuôi 216 con gà mái đẻ trứng, bổ sung dinh dưỡng vào bữa ăn hàng ngày cho các em. Khi đưa mô hình vào trong nhà trường thì được các thầy cô giáo cũng như toàn thể các em học sinh ủng hộ. Và việc đưa cái dự án vào trong nhà trường thì đã tạo cho các em học sinh có tính chất định hướng cho các em học sinh, đồng thời cũng tạo cho các em là có được những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn. Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hoàng Su Phi hiện có 250 em học sinh, trong đó 100% các em đều ăn ở và sinh hoạt tại trường. Mỗi ngày, trại gà này cho thu hoạch hơn 200 quả trứng. Phần lớn trứng được đưa vào khẩu phần ăn của các em, còn lại một phần bán đi để mua thức ăn tái tạo đàn gà.
Trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường thì em đã được các thầy cô hướng dẫn chăn nuôi gà và em cảm thấy rất là thích vì nó đã rèn luyện được cho em kỹ năng chăn nuôi, được sử dụng thành phẩm trong các bữa ăn hàng ngày và nâng cao thu nhập cho mọi người ạ. Cũng như là khi về nhà em đã biết giúp đỡ bố mẹ và tuyên truyền cho hàng xóm gia đình cách chăn nuôi trang trại để tăng thêm thu nhập ạ. Từ nhiều năm nay, các hoạt động trải nghiệm từ việc xây dựng và các mô hình chăn nuôi, trồng trọt được các trường nội trú ở nhiều địa phương triển khai. Từ các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của học sinh khi tham gia trải nghiệm. Tuần qua, ban biên tập của chương trình đã nhận được phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phàn có số điện thoại 0974 3 số cuối 776. Khán giả này cho biết, trên đường từ xã Đắc Sơ Mèo vào xã Hà Đông dài hơn 30 km có hàng trăm hecta rừng thuộc địa phận xã Hà Đông, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai bị người dân chặt phá đốt nương làm rẫy. Nhiều hecta bị cạo chọc để lấy đất sản xuất. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng điều tra, truy tìm các đối tượng khai thác rừng trái phép, chặt phá, đốt nương làm rẫy và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn của huyện Đắc Đoa, nhưng tình trạng phát nương làm rẫy tại đây vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhìn những cánh rừng già bị cào chọc như thế này để lấy đất sản xuất, người dân rất bức xúc và đặt ra câu hỏi, phải chăng cấp ủy, chính quyền nơi đây đã buông lỏng công tác quản lý địa bàn, quản lý bảo vệ rừng, để người dân thực hiện hành vi chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy, khai thác gỗ trái phép, nhưng lại không phát hiện, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, kiểm lâm địa bàn cũng không thực hiện hết chức trách của mình, khi mà thiếu việc tuần tra, kiểm soát, để tình trạng chặt phá rừng diễn ra trong nhiều năm liền mà không được phát hiện. Đề nghị ngành chức năng, đơn vị chủ rừng xã Hà Đông và huyện Đắc Đoa tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong bảo vệ rừng, không chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy, không tiếp tay cho lâm tặc khai thác gỗ trái phép. Đặc biệt các trường hợp hủy hoại, đốt phá rừng cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Một tấm gương về bảo vệ môi trường được khán giả Lê Minh có số điện thoại 0978 3 số cuối 654 chia sẻ đến chương trình trong tuần qua đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều quý khán giả. Đó là tấm gương về chàng thanh niên 31 tuổi có tên là Đặng Ngọc Tiền ở thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thấy bãi biển quê hương tràn ngập những thùng xốp và vỏ nhựa do du khách để lại, chàng trai này đã nảy ra ý tưởng mang về nhà tái chế thành những vật dụng có ích. Từ những chai lọ nhựa, thùng xốp, anh Tiền đã biến chúng thành các chậu để trồng rau xanh và trồng hoa. Mái nhà của anh Tiền đang được phủ một màu xanh bắt mắt. Những cây khổ qua, cây mướp, cây bí đang bắt đầu đơm hoa kết trái. Điều đáng nói là các loại rau củ quả này đều được trồng bên trong các thùng xốp, chai nhựa. Những loại rác thải nhựa được vứt bỏ bừa bãi ngoài môi trường đã được chàng trai này biến thành vật dụng có ích cho gia đình mình. Đây là cái mô hình mà tự em sáng chế ra và cũng học hỏi trên YouTube. Thì sau một thời gian thì nhà em đã thu hoạch được khoai, thu hoạch được lứa thứ nhất và mướp cũng đã thu hoạch được lứa thứ nhất. Và chỗ này là ớt thì đã bắt đầu có quả, bí cũng bắt đầu có quả. Nói chung là nó đem lại những cho không phải là lại những gì nhưng nó đem lại rau hoa quả sạch đồ bổ sức khỏe cho gia đình. Với đặc thù của vùng biển Lý Sơn, người dân thường sử dụng các thùng xốp để chứa và vận chuyển tôm cá đánh bắt được nên lượng này thải ra môi trường rất nhiều. Ngoài loại chai nhựa do du khách và người dân sử dụng cũng chưa được thu gom và xử lý triệt để. Là người đang công tác tại khu bảo tồn biển Lý Sơn, nên anh Tiền biết rõ những tác hại của loại rác thải nhựa với môi trường sinh thái biển. Cách đây 2 tháng, anh Tiền đã nảy ra ý tưởng tận dụng, tái chế những vật dụng này trở thành những vật có ích hơn và anh đã bắt tay vào công việc. Dù thùng xốp chai nhựa tận dụng lại chưa nhiều, nhưng qua cách làm của mình, anh Tiền mong muốn người dân Lý Sơn thấy được việc làm của mình để chung tay chống rác thải nhựa. Không chỉ tái sử dụng các loại chai nhựa, thùng xốp, mà anh Tiền còn thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn. Những loại rau củ quả thức ăn thừa được anh phân loại để ủ thành phân hữu cơ, bón cho chính vườn rau của mình, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây.
Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ mail là gocnhinkhangia@vtc.gov.vn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.